Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết Kém, lười, dốt hay khuyết tật học tập. Bài viết được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Kara Sinode, và chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài viết ngay bây giờ nhé. Con dốt lắm, con không thích học đâu. Mỗi lần nghe những câu nói này từ các bạn nhỏ, tôi luôn cảm thấy mình có trách nhiệm khiến nguyên nhân của việc dốt trở nên sáng tỏ hơn, để mỗi trẻ đều có thể được hỗ trợ để đạt tới tiềm năng của chúng. Tại nhiều quốc gia chứ không chỉ Việt Nam, việc học tập, việc học kém, học dốt thường được cha mẹ và giáo viên quy chụp do trẻ lười biếng, không cố gắng hoặc là không đủ thông minh. Cách quy chụp này không giúp trẻ phát hiện được điểm yếu hay điểm mạnh của bản thân, mà thay vào đó khiến trẻ có một cái nhìn tiêu cực về tiềm năng của mình. Trong khi đó, trên thực tế, theo các nghiên cứu về tâm lý học phát triển, việc trẻ gặp khó khăn, đặc biệt trong việc học tập, còn có thể đến từ những nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát của trẻ. Một trong những nguyên nhân đó chính là các khuyết tật học tập chuyên biệt, Specific Learning Disabilities. Ở Việt Nam, đây là một yếu tố cha mẹ và thầy cô cần chú ý trong quá trình trưởng thành của trẻ. Vì sao ta cần quan tâm đến các khuyết tật học tập? Một nghiên cứu tổng hợp số liệu từ dữ liệu của Đạo luật Giáo dục Cá nhân Khuyết tật IDEA của Hoa Kỳ và Khảo sát Phỏng vấn Sức khỏe Quốc gia NSIS của Anh Quốc cho thấy rằng khoảng từ 5 đến 9% dân số có khuyết tật học tập, và con số này có xu hướng không thay đổi theo thời gian. Tức là trong một lớp 50 trẻ sẽ có khoảng từ 2 đến 3 trẻ có rối loạn học tập. Con số cụ thể sẽ tùy thuộc vào việc trẻ có được chẩn đoán hay là không. Con số này chắc chắn sẽ làm nhiều người, trong đó có cả các thầy cô, phải bất ngờ. Những trẻ có rối loạn học tập thường có lòng tự tôn thấp, đánh mất niềm tin vào bản thân khi thường xuyên trải qua các cảm giác thất bại trong những bài tập đơn giản nhất ở trường. Kèm theo đó là sự thiếu nhận thức của những người xung quanh về những rối loạn trẻ đang gặp phải, khiến bản thân trẻ thường xuyên bị đổ lỗi cho kết quả học tập của mình. Theo các nghiên cứu của Kenya và Cộng sự vào năm 2018, cũng như của Sheff và Cộng sự vào năm 2013, sự xấu hổ ở trẻ với khuyết tật học tập có thể dẫn tới các vấn đề về sức khỏe tinh thần và các rối loạn tinh thần như là lo âu, trầm cảm, rối loạn hành vi chống đối xã hội, nghiện chất, tự hại, rối loạn ăn uống, thậm chí là hành vi tự sát. Một khảo sát vào năm 2012 ở Canada trên 21.744 người cho thấy tỷ lệ tự sát ở những người trưởng thành có khuyết tật học tập là 11,7%, trong khi tỷ lệ tự sát ở những người không có khuyết tật học tập là 2,7%. Tức là cao hơn gấp khoảng 4 lần. Ngoài ra, khảo sát này cũng cho thấy tỷ lệ tử vong của những người trưởng thành có khuyết tật học tập còn cao hơn nữa khi họ có trầm cảm hoặc phải chịu đựng sự bạo hành của cha mẹ. Các khuyết tật học tập cụ thể là gì? Các khó khăn trong học tập thông thường khác với cả khuyết tật học tập và cũng không phải là khuyết tật trí tuệ. Trẻ có khuyết tật học tập thường có trí thông minh bình thường hoặc thậm chí là trên trung bình khi được kiểm tra bằng các bài đánh giá trí tuệ. Những trẻ này thường có một khoảng cách khá lớn giữa tiềm năng thực sự và điểm số thông thường ở trên lớp, chủ yếu do những hạn chế riêng biệt trong hoạt động chức năng của não bộ. Nhìn từ bên ngoài, trẻ không có quá nhiều biểu hiện bị coi là bất thường, chậm phát triển hay là suy giảm trí tuệ, nhưng lại không thể phát triển một số kỹ năng học tập cụ thể thường thấy là ở lứa tuổi của trẻ. Theo Hiệp hội Khuyết tật học tập ở Hoa Kỳ và Hướng dẫn chuẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần phiên bản thứ 5, sau đây là một số khuyết tật học tập thường gặp và biểu hiện của chúng. 1. Chứng khó học toán. Chứng khó học toán khác với sự lo lắng đơn thuần khi học toán, mặc dù những người có rối loạn này cũng có thể phản ứng một cách mạnh mẽ theo hướng tiêu cực với các hoạt động tính toán và board game như là cờ tỷ phú. Những người có dạng khuyết tật học tập này thường khó khăn trong việc tính toán, hiểu các con số và các công thức toán học. Các khó khăn này được chia ra làm hai dạng chính. Khó khăn trong việc đếm liên quan tới sự chú ý và tiến trình hiểu các con số dưới dạng âm thanh khi tư duy. Khó khăn trong việc giải toán liên quan tới khả năng đọc hiểu ngôn ngữ và lý luận. Khả năng lưu trữ và xử lý thông tin trong trí nhớ ngắn hạn gây ảnh hưởng tới cả hai khó khăn trên. Theo tờ Math Explained, sau đây là một số biểu hiện của chứng khó học toán ở các độ tuổi khác nhau. A. Trẻ mẫu giáo gặp khó khăn trong việc đếm, khó nhận ra các quy tắc sắp xếp từ bé đến lớn hoặc là từ thấp đến cao. B. Trẻ cấp 1 khó nhớ các phép toán cộng căn bản, bắt buộc phải tính toán bằng tay, hay lẫn lộn các dấu cộng trừ nhân chia, gặp khó khăn khi giải toán, né tránh các tình huống cần tính toán, bao gồm cả các trò chơi hay là các môn thể thao cần ghi nhớ tỷ số.
C. Trẻ cấp 2. Gặp khó khăn khi phân tích biểu đồ. Gặp khó khăn với các công thức toán căn bản như công thức tính chu vi hoặc là diện tích. Gặp khó khăn khi tính tiền. D. Người trưởng thành. Gặp khó khăn khi đếm một dãy số ngược, chỉ thoải mái với phép toán cộng. Tính toán chậm. Gặp khó khăn trong việc ước lượng và ước tính. 2. Chứng khó viết. Chứng khó viết ảnh hưởng đến việc viết chữ và viết số. Theo tổng hợp của tiến sĩ Alex Klein ở trên trang Medical News Today, chứng khó viết có 3 dạng chính. Khó viết xuất phát từ những khó khăn trong việc lưu trữ và truy hồi hình dáng của các con chữ và con số ở trong trí nhớ. Những người này có thể chép lại một bài viết của người khác một cách dễ dàng. Khó viết do khiếm khuyết ở trong khả năng vận động tinh, hay còn được gọi là sự khéo léo của bàn tay khi cầm bút. Chữ viết của những người này thường đúng chính tả nhưng lại thường rất khó để đọc, kể cả khi họ chép lại một văn bản có sẵn. Khó viết do khuyết điểm về nhận thức không gian. Những người này thường gặp khó khăn trong việc viết chữ đúng dòng kẻ hoặc là cân đối khoảng cách giữa các con chữ. Theo Viện Nghiên cứu Sức khỏe Quốc gia của Anh Quốc, một số biểu hiện của chứng khó viết là: chữ viết tay không đẹp hoặc là khó đọc, chính tả không chính xác hoặc là kỳ quặc, viết hoa sai quy tắc, lẫn lộn giữa kiểu viết thường và chữ in, sử dụng từ không chính xác, thiếu từ ở trong câu, tốc độ viết chậm, cảm thấy mệt mỏi sau khi viết những đoạn ngắn, định cỡ chữ cái không phù hợp, khoảng cách giữa các chữ cái không phù hợp, khó khăn với ngữ pháp và cấu trúc câu, vị trí bất thường của cơ thể hay là bàn tay mà khi viết, đọc to các từ khi viết chúng ra, quan sát bàn tay trong khi viết, kẹp bút chì quá chặt hoặc là bất thường, tránh các công việc liên quan đến viết hoặc là vẽ, khó ghi chép ở trường hoặc là nơi làm việc. 3. Chứng khó đọc. Tuy chứng khó đọc chưa được phân loại một cách chính thức, nhưng sau đây là một trong các cách phân loại đang được các nhà nghiên cứu sử dụng. Khó đọc ngữ âm bao gồm những khó khăn trong việc chia nhỏ các từ thành các cấu phần khác nhau, khiến người có rối loạn, khó liên hệ âm thanh của một từ, một chữ hay số với hình ảnh của chúng ở trên giấy. Ví dụ, họ có thể thấy chữ muốn nhưng lại không thể tách chữ này ra thành âm mờ và uốn. Khó đọc bề mặt là những khó khăn trong việc nhận diện ra từ mỗi khi nhìn thấy chúng ở dưới dạng văn bản, khiến người có rối loạn khó đọc và nhớ từ. Khiếm khuyết gọi tên là khó khăn trong việc gọi tên các từ hoặc là số khi mà nhìn thấy chúng. Dù trong tâm trí, người có rối loạn này có thể nhận diện mặt chữ, nhưng họ lại không thể nhớ ra tên chính xác của chúng. Khiếm khuyết kép bao gồm cả khó đọc ngữ âm và khiếm khuyết gọi tên. Chứng khó đọc có những biểu hiện khác nhau ở các độ tuổi khác nhau. Trước khi trẻ nhập học, trẻ có thể có những biểu hiện sau: chậm phát triển lời nói và từ vựng, gặp khó khăn trong việc chọn từ ngữ hay nhầm lẫn giữa các từ nghe gần giống nhau, gặp khó khăn trong việc lưu giữ thông tin, chẳng hạn như số, bảng chữ cái và tên của màu sắc. B. Khi tới trường, trẻ cũng có thể có những biểu hiện sau: có khả năng đọc yếu hơn hẳn các bạn cùng tuổi, gặp khó khăn khi xử lý thông tin và ghi nhớ các chuỗi thông tin được sắp xếp theo một trình tự nhất định, gặp khó khăn khi xử lý âm thanh của những từ không quen thuộc, mất nhiều thời gian hơn để đọc và viết, né tránh các nhiệm vụ liên quan đến đọc. C. Thanh thiếu niên và người lớn. Khó đọc thành lời hay sai chính tả, phát âm sai từ, khó khăn nhớ các từ chỉ đối tượng hoặc là một chủ đề cụ thể, gặp khó khăn khi học một ngôn ngữ khác, gặp khó khăn trong việc tóm tắt một câu chuyện. Phương pháp chẩn đoán các khuyết tật học tập là gì? Về mặt lý thuyết, các chuyên gia sẽ đo lường sự chênh lệch giữa năng lực trí tuệ tổng quát của một đứa trẻ và một năng lực cụ thể mà trẻ đang gặp khó khăn. Tại Việt Nam, những người có năng lực chẩn đoán bao gồm các bác sĩ tâm thần, chuyên gia tâm lý lâm sàng, chuyên gia tâm lý học ở trường học hoặc chuyên gia về giáo dục đặc biệt. Khi nghi ngờ trẻ có rối loạn học tập, cha mẹ cần liên lạc với các chuyên gia ngay lập tức để chẩn đoán và có các kế hoạch hỗ trợ học tập phù hợp cho trẻ. Tại Hà Nội, những gia đình quan tâm có thể tìm đến Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia. Đôi khi, các khó khăn này sẽ không biểu hiện ở mẫu giáo hay là cấp 1, mà sẽ dần dần hiện diện khi những yêu cầu từ học tập hay là công việc ngày một cao hơn. Khuyết tật học tập có thể được chữa như thế nào? Các khuyết tật học tập không thể được chữa khỏi hoàn toàn. Đây là những thách thức trẻ có khuyết tật học tập sẽ phải đối diện cả đời. Tuy nhiên, nếu được phát hiện kịp thời, cha mẹ và thầy cô vẫn có thể hỗ trợ trẻ thông qua một số phương pháp sau để trẻ có thể dần thích nghi với cuộc sống học đường và sau này là công sở. 1.
hỗ trợ trẻ có chứng khó học toán, giúp trẻ hiểu các công thức toán học thông qua các phương tiện khác nhau, đặc biệt là thông qua các giác quan khác nhau với những đồ vật có thể sờ hay là cầm nắm được, tạo niềm vui cho trẻ khi chơi các trò chơi cần sử dụng các công thức toán học, khuyến khích trẻ phát triển các thú vui khác thông qua các hoạt động ngoại khóa. 2. Hỗ trợ trẻ có chứng khó viết. Thử các loại bút, bút chì và kẹp bút chì khác nhau, sử dụng giấy có các dòng kẻ nổi, sử dụng dàn ý bài học được in sẵn, sử dụng phần mềm đọc chính tả khi viết, yêu cầu một người hiệu đính để kiểm tra bài tập, sử dụng máy tính để gõ bài tập, yêu cầu kéo dài thời gian cho các bài kiểm tra, gia hạn thời gian hoàn thành bài tập, giúp trẻ điền trước tên, ngày tháng và tên bài tập, phân chia lại cách tính điểm cho trẻ, cung cấp các lựa chọn thay thế cho các bài luận hoặc là bài viết. 3. Hỗ trợ trẻ có chứng khó đọc. Theo Trung tâm Dyslexia và Sáng tạo Đại học Yale và Viện Sức khỏe Quốc gia Anh Quốc, sau đây là một số phương pháp hỗ trợ trẻ và người lớn có chứng khó đọc. Sử dụng các chiến lược quản lý thời gian, chẳng hạn như chia nhỏ bài tập hoặc công việc thành nhiều phần nhỏ hơn và soạn thảo dàn bài, đề cương ngay trước khi bắt tay vào làm bài tập. Sử dụng các phương pháp chuyển giọng nói thành văn bản, sắp xếp các ghi chú một cách trực quan, sử dụng bút highlight nhiều màu hoặc hệ thống mã hóa bằng màu sắc. Học tập hoặc làm việc trong không gian yên tĩnh, rõ ràng với nút tai hoặc là tai nghe khử tiếng ồn nếu cần và hạn chế tối đa sự mất tập trung. Các giáo viên cũng cần chú tâm đánh giá nhu cầu của trẻ để hỗ trợ trẻ nhận diện mặt chữ, ngữ âm ở mức độ tiếp thu phù hợp với trẻ. Truyền tải kiến thức cho trẻ thông qua nhiều giác quan. Đừng ngại đọc đi đọc lại một cuốn sách cùng trẻ. Cùng trẻ đọc sách và trao đổi về nội dung của sách. Cho trẻ cơ hội để tự đọc sách một mình. Biến hoạt động đọc sách thành một hoạt động giải trí. Để kết lại bài viết này, mình muốn chia sẻ một câu của Mr. Rogers, người dẫn chuyện của một trong những show truyền hình thực tế thành công nhất dành cho trẻ em tại Hoa Kỳ, Mr. Rogers Neighborhood, tới bất kỳ ai đang cảm nhận rằng mình không thuộc về thế giới này. Bạn đã biến hôm nay thành một ngày cực kỳ quan trọng chỉ bằng việc sống chân thật với bản thân mình. Trên thế giới này sẽ không có bất kỳ ai giống như bạn, và tôi thích bạn vì chính con người của bạn. Đối với những người may mắn có thể hòa nhập với nhịp sống của xã hội một cách không quá khó khăn, bằng việc thông hiểu, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân và chủ động tạo điều kiện để phát triển cho những cá nhân không giống với cả số đông, mỗi chúng ta đều có thể khiến cho cuộc sống của một ai đó trở nên tốt hơn và dễ chịu hơn rất nhiều. Để hiểu thêm về những trải nghiệm trường học của những bạn trẻ có rối loạn phát triển và khuyết tật học tập, bạn có thể theo dõi thảo luận Bi hài chuyện những kẻ dị ở trường thuộc series Để tâm lý học dẫn đường của Spy Room tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!